Belibo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay belibostore.com. Ai robot có này gì nhỉ? Mình em định hỏi trong lúc stream anh em gặp vấn đề gì mà làm anh em khó chịu nhất? Khó chịu nhất khi on stream. Lúc nào lên đây cũng gặp những bạn rất thích hỏi về cầu thủ. Đấy. Bởi vì đơn giản là tôi là người đá kém vãi cả nhái, tôi cũng chả biết cái qué gì cả. Nhưng mà nhiều bạn cứ thích vào đây là hỏi, mà kiểu nghiễm nhiên cứ vào là hỏi mà muốn hỏi là phải trả lời. Thành ra nhiều lúc nó hỏi nó tràn cả màn hình ra và khá mất thời gian và mệt mỏi. Ví dụ đang có trong một câu chuyện hay cùng với các bạn khán giả khác để tâm sự, hoặc đang mở thẻ đập thẻ cái gì đó, nhiều người cứ nhảy vào xong rồi chèn vào và cứ hỏi spam liên tục về hỏi cầu thủ này có ngon không, cái này có hay không các thứ. Mình không muốn kiểu bất lịch sự quá thì mình cũng bảo rằng là xin lỗi kênh này cái không tư vấn. Thì lúc sau họ bảo rằng làm streamer mà mày không tư vấn à. Đấy là một cái mà thực sự là mình rất buồn. Bởi vì về cái cá nhân của tôi cảm nhận rằng, và tôi phân biệt rõ ràng, làm streamer giống như TV vậy, có nhiều kênh, VTV3 giải trí, VTV2 có thể là về mặt giáo dục các thứ, VTV1 là về của chính trị. Đúng như vậy thôi, kênh của mình là kênh thế này thế nọ, nội dung thế nào thì rất mong các bạn khán giả là phải hiểu như vậy. Kênh Bình Ba đá giỏi, các bạn có thể sang đấy tư vấn hỏi về cầu thủ, I Love FIFA tư vấn giỏi, rồi thì Vodka Quang tư vấn cũng được, I Robot các thứ đấy. Còn về đập thẻ hỏi dòng chảy, về mở thẻ gói gì mới, gói gì ngon, lại hỏi là BK. Đó là những điều mà tôi rất mong các bạn khán giả, nếu các bạn có nghe được ở đây, phải hiểu được cho là nhiều kênh, nhiều nội dung khác nhau. Các bạn đừng ví dụ đặt ra một cái khung là ông nào cũng phải như vậy, đã làm streamer là phải như thế, không phải như vậy đâu. Mỗi người một loại, mỗi người một kênh, mỗi người một tính cách. Và rất mong các bạn khán giả cố gắng là thông cảm cho. Không ai muốn tức giận, ai muốn gọi là bất lịch sự cả. Và rất mong các bạn khán giả cũng là như vậy. Thế thôi, đó là cái khó chịu nhất, là khi các bạn khán giả hỏi những câu mà đôi khi họ gò bó mình vào trong một cái khuôn khổ và làm cho mình khó chịu như vậy. Đó là cái của tôi. Tức là mình cũng tò mò, hay đọc comment của anh em, mình rất là hay đọc. Thậm chí là đến cái lúc mà tôi mệt rồi, tôi làm con Google nó đọc comment, để thực ra là mình rất muốn biết anh em cần cái gì. Thực ra là tôi muốn phục vụ các bạn. Thế nhưng mà đúng là khi mà mình bật con Google, hay là đại loại là ngay cả cái việc mình đọc chat thôi, nó có một cái là trong một buổi live stream thôi, mình cứ lấy trung bình là 3 tiếng, thì thường đấy, trên kênh của mình thì comment nó rơi vào khoảng đâu đấy 1.000, 2.000, 3 trong một buổi đấy thôi. Nhưng mà may lắm thì được 100 ông là nói về vấn đề khác, 100 cái comment đấy là vẫn nói về vấn đề khác, còn không là cứ thằng nào ngon hơn anh. Tất nhiên là một buổi không sao, nhưng mà trong một buổi nó có tầm độ 10 câu lặp đi lặp lại. Trong 10 buổi thì nó sẽ lặp lại cái câu hỏi đấy 90 lần, bởi vì hôm nay có người này hỏi câu đấy, hôm sau lại có người hỏi câu đấy. Thì thực ra là với các bạn là người hỏi nhá, các bạn là người có nhu cầu. Mỗi người chỉ hỏi một câu thôi, các bạn thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà 90 người hỏi cùng một câu đấy trong 10 ngày liên tục, thì cái người mà người ta ngồi trả lời ấy, người ta sẽ thấy như nào? Đấy, nhưng mà mình thì mình rất mong là các bạn tạo cảm hứng cho mình, bởi vì mình chính là người đang tạo cảm hứng cho các bạn. Mình cảm thấy mình, tâm trạng mình nó không được perfect, nó không được thoải mái. Nhưng mà hôm đấy mình cảm thấy mình không vui, nếu mình mà on lên một cái, bật stream lên, mình không phục vụ được anh em, mình không làm các bạn vui được, bởi vì bản thân mình chưa thấy vui. Đấy, thì đấy là những hôm mà thôi, tự nhiên con dòng trên fanpage bảo hôm nay nghỉ stream nha anh em. Đấy, mà tôi thì thường hay có cái kiểu như vậy. Thì có lẽ là cái này mình cũng sẽ phải kiếm một cái gì đấy nó tạo năng lượng ngoài việc stream. Đấy, thì cái mà làm mình ức chế nhất đó chính là những câu hỏi lặp đi lặp lại. Nó quá nhiều. Nguyên kìa. Mỗi lần mà lên stream mà coi số lượng view là bao nhiêu á, tức là khi mà con số đó nó vô đầu em không nói được. Nên rằng trong khoảng thời gian đầu thì xong rồi em nghĩ là có nói gì vậy bà, hoặc là có nói gì trong stream để người ta đi không, khi mà lúc đó có thể lên rồi lúc có thể xuống. Và sau đây một cái mà em rút kinh nghiệm, giả sử như là những người xịn hơn thì em biết, nhưng mà một cái mà em rút kinh nghiệm là
tắt mẹ cái view cao đi. Rồi nếu như vậy thì ở trong một thế giới của em, rồi em có thể chia sẻ những gì tốt nhất của em chẳng hạn. Thì đó là cái nhỏ nhỏ vậy thôi. À, tức là cái khó chịu nhất của em chính là cái việc để ý xem mình được bao nhiêu view đúng không? Tức là gì? Đấy là cái em khó chịu cho nên em quên luôn. Ok. Rồi, xong nguyên rồi, đến I love. Khó chịu nhất thì theo em hiện tại là em thấy khó chịu nhất là khi chất lượng đường truyền đến cho anh em không được tốt thôi. Cảm giác mình stream mà không mang đến không, cho anh em ơi, cái đấy là nó là ngoài stream. À, em có hiểu không? Cái chất lượng đường truyền là nó nằm ngoài cái stream của em. Thì đấy thì em đang stream nhưng chưa gọi là tác động được khán giả vào mình á hay là sao? Tức là khi mà em làm công việc ấy. Ừ, thế thì ừ, cái câu tức là em đang stream thì bị lag cái gì? Ừ, đấy, rồi, ý em okay. Ok, thế Dâm nào? Thế Dâm là đập mãi không lên là hay như nào? Để con... ông kiểu nào? Kiểu như là mình đang ép nó vào cái chuỗi nó xịt dài ấy. Anh em, đa phần mọi người thì đều cổ vũ các thứ, bảo con này lên các cái, nhưng mà có một vài thành phần nhỏ thôi. Thì là mình khó chịu trong những cái tình huống đấy. Và đương nhiên thì khi lúc đấy mình khó chịu thì cứ nhẹ nhàng tặng khẩu trang thôi. nhưng mà cũng không chắc đâu nha, bởi vì trên kênh của anh thì anh cũng thấy là rất nhiều người thích xem anh thua hơn là thắng mà. Và những anh em đấy toàn fan cứng không? Ông nào mà cứ hay kiểu trêu nhất thì để ông ấy là hay xem không, nhiều. Đây mấy ông này không danh hiệu gì cơ. Lần đầu vào xem còn chưa... có danh hiệu thì nó lại theo kiểu chôn thì nó lại khác anh ạ. Thì em lại anh em lại vui như cái đấy bình thường. Đến iRobot à? Comment mang tính chất là tương tác là chủ yếu ấy. Ví dụ như là rô béo đá ST hay không như kiểu thế. Tức là cái câu câu hỏi nó rất hiển nhiên theo cái dạng là hỏi để tương tác thôi chứ không cần quan tâm đến không, câu trả lời. Không muốn biết câu trả lời. Rồi, Vũ Ngọc Quang nào. Em chắc em chẳng có chịu gì cả. Tại vì là cái gì của những cái tinh túy nhất của những bình luận thì em cũng trải qua hết rồi. Chửi có, rủa có hay là nói dở có như thế nào. Thì thực ra đấy là nó là những cái nét hay. Và chính vì những cái đấy nó sẽ giúp cho bản thân mình nó hoàn thiện hơn. Nên là bản thân em không ghét cái gì cả. Anh nghĩ là đấy là câu trả lời của em trong cái thời điểm này. Tức là khi mà em trải qua hết rồi thì em thấy bình thường. Nhưng mà cái mục đích của câu hỏi này nó lại không phải như vậy, em hiểu không? Nếu như mà ghét nhất thì chắc là sẽ là ghét những cái sự so sánh. Tại vì là mỗi người có một cái nét riêng. Đấy, giống như cái câu hỏi của anh Luận thôi. Chính vì những cái đấy thì chủ ý của người ta thì là để chia rẽ. Còn tất nhiên là bản thân mình không bị cuốn vào rồi. Thì cái ghét của em đấy là nôi những cái nó so sánh với cái kia thì nó tốt lắm. Rằng nó chính là những cái đấy là nó họ đang cố tình họ chia rẽ. Các bạn ấy không biết rằng là mấy anh em tôi vẫn chơi với nhau vui vẻ, gặp nhau ngoài vẫn đi uống bia bình thường. Đấy là những cái anh em tôi không thể tách ra được. Ok. Mình cùng chung với cộng đồng, mình cùng xây dựng nó. Mỗi người một mảng thì nên trân trọng nhau. Hay quá. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng của chương trình này. Đấy, lý do vì sao mà anh để bút ca quang để cuối cùng đấy này. Đấy là người... đến lượt em. Người dựng chương trình đấy, thằng nhiều sắp nhất. Mơ đét nhất. Mời Quang Quang ơi. Mọi người muốn rằng mình sẽ stream được bao nhiêu năm nữa? Và mọi người nghĩ rằng mọi người sẽ muốn cái ngày stream này nó gắn bó với mình bao nhiêu lâu không? Ok, anh sang người trả lời đầu tiên. Một câu hỏi cũng có sự thâm sâu và cũng hay đấy, câu hỏi hay. Các anh đều đặt câu hỏi hay đến tự nhiên nghĩ lại tôi đặt câu hỏi như nổi. Vâng, về cái việc mà muốn do chính bản thân mình, khi mà đã biết được những cái hay hay không hay, được hay chưa được của cái nghề streamer này do chính mình trải nghiệm qua 5 năm nữa. Nếu mà ra cá nhân tôi là như vậy, bởi vì sức khỏe tôi không phải sức khỏe tốt, không thể nào mà cày ngoài đường được, cũng chả phải một người mà bục vác, hay cũng không phải một người có thể có đủ độ khéo léo hay là lọc lõi trong việc kinh doanh để mà lấy tiền người ta được. Nói thật là như thế. Và bây giờ có nghề streamer này thì tôi có thể vừa làm bình luận viên, vừa có thể đi trò chuyện cùng mọi người, chia sẻ các câu chuyện và tất nhiên kiếm được tiền. Mà kiếm được tiền của nghề streamer này nó khiến cho tôi mà phải lựa chọn giữa việc làm nghề bình luận viên ở bên Garena hay là tiếp tục nghề streamer.
tôi đã chọn nghề streamer. Nên tôi rất muốn, nếu có thể được, muốn làm thêm 5 năm nữa. Đó là cái khoảng thời gian mà tôi có thể chấp nhận được để đánh đổi sức khỏe của mình, đánh đổi những sự hy sinh trong gia đình của mình để lấy cái nghề này, để lấy sự an toàn trong nghề tài chính cho gia đình của tôi đấy, lấy sự an toàn như thế. Cố gắng xây dựng được một cái nền tảng tài chính tốt. 5 năm nữa là một cái thời gian có lẽ là vừa đủ. Còn nếu mà thực sự trước mắt thì tôi nghĩ rằng chắc có thể chỉ 3 năm thôi. Tại vì cái nghề streamer bây giờ nó cũng khó ra tiền nhiều hơn như trước rồi. Nên là mong muốn của cá nhân tôi là 5 năm. Thì mình nghĩ là về cái vấn đề sức khỏe và thứ thì mình nghĩ là bởi vì là cái công việc stream về hiện tại nó vẫn đang có thu nhập tốt. Đúng, thực sự là tốt. Còn cái việc mà tiền lương bao nhiêu thì mình nghĩ là anh em không nên hỏi, bởi vì sao, cái này nó liên quan đến hợp đồng của mỗi người. Cái hợp đồng này không được tiết lộ, cho nên là cũng làm ơn nếu như anh em có quan tâm đến cái đấy thì cũng đừng hỏi, vì cái này nó rất là vô duyên và nó còn nguy hại cho bọn tôi nữa. Thì cũng nhắc trước anh em luôn là không nên. Còn đúng là thực sự so với những cái nghề khác hiện tại, bác sĩ, kỹ sư các thứ thì mình không dám nói, bởi vì những cái người đấy thì họ cũng có thể có những mức thu nhập rất là kinh khủng. Đấy, nhưng mà nếu mà so với những cái ngành nghề phổ thông bây giờ thì làm stream như hiện tại đang có thu nhập tốt, mà bọn mình thì sức khỏe thì cũng chưa đến mức gọi là tàn tạ lắm. Cho nên là nếu mà để được mong chờ nó đến mức nào để nghỉ thì mình nghĩ là mình sẽ làm tối thiểu là 3 năm và perfect thì là 5 năm. Thì nếu như vậy thì em nghĩ là khoảng 3 năm. Em đồng tình, cái này là em không biết nhiều, em không tìm hiểu nhiều, thì em theo những người có kinh nghiệm nhiều hơn khi mà các anh có cho em kiến thức là giả sử từ khoảng 3 năm tới 5 năm thì công việc này vẫn còn ok, công việc này vẫn có thể là một công việc full time được gọi vậy đúng không? Đúng. Thì không, công việc thì một... part time hay cái gì cũng được, nhưng mà nó còn là công việc. Dạ. Từ 3 tới 5 năm. I love FIFA là thì em nghĩ tầm 5 đến 7 năm nữa thì có lẽ là cái giá trị của mình nó sẽ không còn được tốt và nó sung như thế này. Thì khi đó có lẽ là mình có thể là mình có thể một cái định hướng khác nữa. Thì theo em, cái thời gian em cảm giác nó tầm khoảng 5 đến 7 năm nữa. Thời điểm đó có thể là FIFA này 6 nhỉ, tầm đấy. 7 năm đấy, 7 năm. Đấy em dự đoán thế vì thực ra em nếu tính là nghề thì em vẫn làm, nhưng mà em cũng có thể làm cái khác nữa. Nó luôn luôn đồng hành, nhưng mà em vẫn cảm thấy yêu công việc này. Dù nó hiện tại thì nó không phải tốn cho em nhiều thời gian như anh em làm thực sự là chuyên nghiệp hơn và có hợp đồng có vẻ là có gắt hơn. Thì em làm YouTube có lẽ là có thể nhàn hơn rồi nha anh em. Bên Facebook hoặc là bên Đăng Quang, bên Đông Lô chẳng. Đấy của em. Ok. 7 năm tự tin hơn Nguyên đấy, lần đầu tiên mà anh thấy là Tú có cái nhận định nó tự tin nhất. Thế anh trời à? Mà theo bản thân mình tính ấy, thì em nghĩ chắc tầm 2 năm anh ạ. 2 năm. Ngắn nhất. Không, nhưng cái này là Quang nó hỏi là mong muốn, còn mong dự đoán thì không nói, mong muốn cơ. Thì đấy thì mong muốn đấy là 2 năm. 2 năm. Muốn là kiểu nó định muốn mở cái chuỗi cho nó sớm hơn anh ạ. Nghỉ chim phát là bung lụa ra làm cái chuỗi cái gì nhỉ, cái chuỗi của giặt là giặt là. À chuỗi giặt là đấy để được. Sau này mẹ lên báo những cái báo kiểu doanh nhân có mặt dòng chảy đấy các bạn đấy, không phải phố VN cái kiểu đấy, cái kiểu kiểu mưa thần công nhất bit các thứ là mặt dòng chảy chứ không phải mấy cái game quá dòng chảy giặt là các kiểu giặt là a chảy mẹ nghe nó không khô giáo tí nào. Các bạn cứ chờ thời gian nhìn doanh nhân thành đạt a chảy nha. A chảy giặt không khô, a chảy thì không bao giờ là đủ. Thêm tấm hình đứng cho đây nữa. Ok, để là robot à. Em nghĩ là khoảng, em mong muốn là khoảng làm là khoảng 3 tới 5 năm nữa. Thời gian đó em nghĩ là đủ. Tức là đủ cả với em đúng không? Cái này em có nhận định theo dạng là xu hướng thị trường không? Hay là em chỉ nhìn từ cái góc độ cảm xúc cá nhân thôi? Em nghĩ là tầm tới khoảng đấy thì thị trường thì nó sẽ chậm rồi mà. Phải chuyển nghề. Quang xem nào. Quang này, chốt này. Quang finish đấy nhá. Hôm nay là Quang chính là người finish cái buổi trò chuyện ngày hôm nay đấy Quang. Nếu như mà anh luận chọn 5 năm thì anh em cũng đoán được em. Em nghĩ là chắc em sẽ là khoảng tầm 10 năm. Wow. Thời điểm đấy là cái thời điểm mà mình không còn gì để làm với cái content FIFA.
Bởi vì là anh em biết mà nếu mà làm mà mình không có content thì mình đâu làm được. Kể cả anh em có dự đoán là 3 hay 5 năm mà FIFA nó không có nữa thì cũng khó. Nhưng em nghĩ là cái dòng game FIFA nó sẽ còn phát triển dài. Và với sức của em, với cái sự đam mê của em thì em cũng hy vọng là em sẽ làm khoảng tầm 10 năm nữa. Thì đấy, mong muốn em sẽ khoảng tầm 10 năm. Bởi vì em thì tất nhiên là không được bằng anh Bình, cũng được khoảng tầm 3 năm. Nhưng mà em cảm thấy là nó chính là cuộc sống của mình, cũng như là đến cái việc mà hàng ngày mình lên mình trò chuyện với người ấy. Hay là mình cũng rồi sau này mình sẽ từ nó, mình chi phối được cuộc sống của mình. Mình có thể, nếu sức khỏe mình xấu thì mình có thể tập luyện, mình có thể bù đắp. Nếu mà gia đình mình có thiếu sót gì đấy thì mình có thể bớt một chút công việc đi. Tháng này bớt chút ít việc trên này cũng được, không sao. Nhưng mà nó là công việc của mình rồi. Em hy vọng là công việc nó sẽ bám theo em 10 năm nữa. Khi đó thì em sẽ, khi đấy em tính là lúc đấy còn tầm con mình bắt đầu lớn rồi, mình sẽ chuyển sang hướng khác, có thể mình quản lý con mình ngay sau này chẳng hạn, tôi thấy hai người nó. Em nghĩ là 10 năm khoảng FIFA là 7 hay 8 gì đó các bạn, tầm đấy. Anh thì anh thấy là Quang là trong các streamer nãy giờ, Quang là người trả lời gọi là khéo léo nhất đấy, mà nó mang cái tính chất cái gì nhỉ, không biết là nên gọi cái gì, giống như trong bộ phim, trong một cái cách dẫn chuyện trong phim ấy. Thì em là cái người có cái lối dẫn chuyện dạng drama. Nó rất là dài và nó câu cảm xúc của người xem, em hiểu không? Cái đấy là một cái kỹ năng rất là tốt. Kể cả cái việc mà đặt vấn đề hay là diễn giải vấn đề ra, Quang là người nói chuyện nó đúng là drama đấy em. Thực sự, và cái định hướng của em nó cũng drama luôn, 10 năm. Quang có chốt lại chương trình không? Em là người finish đấy. Cái bôi huy hoàng chat trên kênh anh kìa. Sau này sợ sẽ không được, hoặc không có thời gian xem stream của anh em nữa. Nghĩ đến thấy mà buồn, thật. Không sao đâu em, những người trẻ, những người mới, người ta xịn hơn mà. Thứ nhất là em sẽ có những cái lựa chọn mới, hoặc cái thứ hai là khi mà em đi làm, em ra ngành ra nghề, em có được, em ít thời gian hơn nhưng mà tài chính em tốt hơn, em vẫn có thể thể hiện tình cảm bằng những cái cách nó cục xúc hơn. Anh nghĩ là lúc đấy anh vẫn cảm nhận được đầy đủ, anh hứa với em là như vậy. Đó cũng là cái dịp đầu tiên mà thực sự nói thật với mọi người là kể cả khi đi nhậu, tất cả anh em bọn mình không tâm sự nhiều như ngày hôm nay. Và mình phải cam đoan mọi người tất cả những gì hôm nay tất cả anh em trong streamer ở đây nói đều thật lòng ấy. Và tất nhiên là có chiều nọ chiều kia, có thể anh em thích, anh em không thích, nhưng mà cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến giờ này. Cảm ơn tất cả anh em đã tụ họp ở đây để có thể chia sẻ với nhau những cái khó khăn, những cái vui vẻ và những cái lợi cái hại của nghề streamer trong FIFA Online 4 này. Và mình sẽ hy vọng rất nhiều vào cái buổi thứ tư hôm tới. Khi mà lần đầu tiên, chắc chắn là lần đầu tiên là tất cả các anh em streamer của FIFA Online tụ họp với nhau đám với giải. Nghĩ lúc đấy nên sẽ rất là vui. Hy vọng mọi người sẽ có mặt vào tối thứ tư vào lúc 8:30 trên tất cả các kênh luôn, 8 kênh luôn nhé. Và ủng hộ thật nhiều vào các anh em streamer chúng tôi. Còn giỡn like không? Ok. Ok, cảm ơn anh em, cảm ơn các bạn khán giả, cảm ơn các streamer luôn. Cướp top đầu nhất, okay, chúc Hà Bình cảm ơn và anh mọi nhiều. Người anh sức khỏe, nhưng mà thôi thì cũng hóng được một ít phần đuôi và cũng là phần quan trọng nhất khi mọi người tâm sự chia sẻ okay như thế này. Rồi. Thật, bởi vì anh cũng rất là mong muốn có nhiều những lần chia sẻ như thế này để cho các bạn khán giả được nhìn được rằng là họ có đôi khi nhiều những thanh niên kiểu cố tình họ vào kiểu gièm pha rồi cứ thích so sánh như này để tạo những sự chia rẽ giữa các cộng đồng khác nhau ấy. Nhưng nói thật nhé, cộng đồng của streamer về FIFA nói chung như anh em mình đây, tất cả cộng đồng đều rất mong muốn có thể gọi là chung tay nhau xây dựng luôn thành một cái cộng đồng gắn kết. Nó chả có ai mong muốn là ông này một mảng, ông kia một mảng, tách nhau ra, chửi nhau xong đấu nhau, không bao giờ như vậy cả. Dù cho mỗi người một tính cách, mỗi người một nền tảng, mỗi người một nội dung, nhưng không bao giờ có gì là phải chia cách nhau hay là đấu đá nhau cả. Ông này kiếm nhiều tiền hơn ông kia, chả sao cả, ông đấy thì đấy, đấy là cuộc sống của ông ấy thôi, chả sao đúng không? Cái đấy không ai ghen ghét nhau, cũng chả có ai cái gì cả. Anh em sống với nhau là tự chúng ta biết hết. Còn những thằng nào, khán giả nào nó đăng bài, nó chửi bậy, chửi bới hay là nó làm kiểu dạng gièm pha với nhau ấy, các bạn khán giả không phải lo gì cả. Chúng tôi, những người anh em đây vẫn hoàn toàn chơi với nhau rất thoải mái. Đó là điều quan trọng nhất. Được chưa?